Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ trên tay cho anh em một cái cảnh giường chiếu gọi là rất là ngoạn mục luôn. Đấy, trước mặt mình đây đang là một con 50 Mark 3. Đấy. Cộng theo là giường chiếu của em ấy là một con 50 STM, anh em có thể thấy không? Đã đấy. Gắn bó được 2 năm rồi, 2 năm. 2 năm đấy. Đây là theo tác giả là 2 năm. Mà bạn này bạn ấy bảo là bao nhiêu nhỉ? 15 triệu à, 5 triệu một xô đúng không? 5 triệu một xô với con 50 STM này. Và bây giờ mình nhùm cột nhòm qua ống nhòm này, bạn ấy còn không, bạn ấy còn bị mờ rồi. Ê, phải đưa mày xa tí nữa mới. À không, bạn ơi, đây nét rồi. Nét rồi, nét rồi. Đưa tí nữa mới. Không, nhưng mà tôi thật với anh em là như này nhá. Nếu như mà trong cái tầm giá mà để được cái hiệu năng tốt thì chưa có ai vượt qua được 50 STM. Không lẽ ra Nam vượt qua được. 2 triệu mấy đúng rồi anh em. Hơn 2 triệu. Đúng luôn. Hơn 2 triệu một con 50 STM. Mà nó thẳng ngay nhá. Nên nét con này siêu thanh luôn. Đúng rồi, điều chấp nhận. Đấy, có anh em ạ. Không có cả có cả mà ông crop á, ông 1855 mà STM nó vẫn ok. Ok hơn tất cả các ông khác. Thật sự với anh em là cái con này rất là ngon luôn, và hôm nay đây có anh Hoàng Minh Vân đây nhá. Anh đã công nhận cái điều đấy, nhưng mà thật. Nếu mà giá tiền, nếu mà so STM so với giá tiền thì STM nó đáng đồng tiền bắt gạo. Rất ngon luôn. Nó là gấp đôi. Cái chất lượng của nó là gấp đôi số tiền ngày của xưa nó ấy. Anh chấp nhận. Anh Vân có biết không? Em mua con 6D1 nhá. 2014 tôi mua 6D1 32 triệu. Với con 50 1.8 đời 2. Không, đời 2 nó kêu re re re. Nó kêu. Nó kêu re. Nó kêu quay. Và chất lượng nó ok. Đấy. Nó okay. Nhưng mà mình vẫn còn là mình đéo biết lúc nào là nó tích nét đúng, bởi vì nó tích nét rồi nó vẫn lây lại tung đi con mẹ nó. Không nhưng mà đúng. Anh về đây, nhưng mà con đó em vẫn có ảnh đẹp của nó. Tí nữa em sẽ show ảnh cho anh coi. Ảnh đẹp thì mình phụ thuộc vào người đẹp, thời tiết đẹp. Môi trường không khó khăn. Cái điều mà nhưng mà mình sao còn đẹp thì rất là nhiều ống làm nó đẹp. Nhưng mà để nói thẳng nhá. Nếu như mà để mà nói hiện tại bây giờ nhá, trong cái tầm giá khoảng trên dưới 2 triệu. Ví dụ như anh em mà mua con cũ chỉ có 1.5 triệu. Mà nó bằng là bé bé. 1.5 triệu với 1.8 triệu thôi bạn ơi. 1.8 triệu nhá, tôi thề bạn luôn, nên mới lắm. Còn có cả vỏ hộp, còn có cả hai người. Nói như vậy á. Anh chấp nhận, nhưng mà cho nó với ạc anh cười chết luôn á. Gì đã mới sao được. Ông kỳ lắm, so với ông kỳ lắm. Ông có 15 triệu, sao phải túi cầm 2 triệu mà. Nhưng mà hôm nay anh em có một cái hôm nay anh em có một cái buổi so sánh rất là đặc biệt, đó là con 50 STM này và so với cái con này gọi là 50 ạt. Nó thật với anh em là thực sự với anh em là con này nó chỉ bằng 1/2 thôi, à 1/5 thôi. Một phần năm. Bây giờ tôi mua cũ thì con này nó chỉ khoảng tầm 1.8 triệu thôi. Còn cái con này nó tận 10 triệu thì bạn cứ nhân lên 1.8 triệu nhân với 2 à 1.8 triệu nhân với 5 bằng bao nhiêu? Xuất phát là tầm 5 lần mấy cái ống kính mà gọi là vẫn chỉ được tầm 9 triệu mấy thôi bạn ơi. Con này 10 triệu thì 5 lần, 6 lần, cho là 6 lần đi. Con này nếu mà chọn được con 50 STM. Nếu mà để chống cháy đúng không bạn? Nhưng mà chống cháy con này đừng có gắn trên con crop. Bởi vì sao? Bởi vì anh là thanh tám lắm đâu. Đúng rồi. Chụp chân dung. Không, 84 bạn này. Nếu như mà chúng ta chọn lựa trong cái tầm giá mà full frame anh em mua 6D Mark 2 hoặc là mua con RP ấy thì cái con này á, nếu như mà mình có khoảng tầm 10 triệu ấy, mình sẽ chọn con 50 STM với con 20. Không. Biết á. 20 5 triệu cộng với con này 2 triệu là tầm 7 triệu mấy thôi, cộng với một con ngàm khoảng 3 2 triệu đó là 9 triệu mấy thì vẫn không bạn ơi, bạn không lấy ngàm trừ 2 triệu đó là đúng. Viền tím nó là độ lệch và len, gọi là độ lệch quang học của len, nhưng mà không nhất thiết như thế. Nhưng mà công nhận là con 50 STM này ngon. Nhà mấy mình nếu mà nói so sánh về độ lệch mấy á thì phải nói là ngon, không phải so được tâm tiên hình. Con này made in Malaysia, không phải made in tàu khựa. Rất cực kỳ khó so sánh. Để gì? Thứ nhất á, tất cả mọi thứ so sánh đều có cặp khiễng, không thể ngon được.
đây nha anh em, mình chấp nhận ở rất là khó tâm khúc nào, mình chỉ phân, mình chỉ chấp nhận ở cái phân khúc nó rẻ thôi. Đây anh em nắp cái này nhá, anh em chạm hai cái đỏ vào nhau. Lên giữa đâu, lên khác gì? Ví dụ mấy là khác cái gì? Cái đồ này chắc chắn có ba tham này. Vì sao? Ba tham này cũng không mà. Tại sao là có mình tím? Còn nếu mà so sánh 53 mới giờ thì cọc kiện cũng nhiều quá. Hỏi nhiều đi. Con R là phải so sánh con 54. Nếu như bạn so sánh thì bạn phải cầm con R với con 54 so sánh hai con với nhau. Nếu như chụp cùng một tốc độ khẩu độ thì con R nó có một cái gì đó hơn. Bởi vì sao? Nó nét tốt hơn. Còn 54, 54 nó hơn là gì? Hơn là body, châu bò hơn rất là nhiều. Và cái con 54 ấy nó giống như kiểu con 53 mà nó to hơn con 53 một xíu. Hơn ở nhiều chức năng nữa. Con giờ nó tính tốt hơn thôi. Còn tất cả mọi thứ nó đều ngang ngửa nhau. Con giờ nó là tại sao lại hơn? Bởi vì là con giờ nó là dòng Myronet, nó không có gương lật. Nó là bên chất bảy nhưng mà chất chip. Không anh ạ, con giờ với con 54 nó bằng thời điểm cùng nhau. À, thì rõ ràng con 53 Zizik 5 5 cộng. Thì cái con giờ nó tận 78 mà 77 cộng mà. Giờ cơm sản nháo tham na hơn. Nào đập đi, đập đi, đập đi. Đây đây chơi. Nào bạn ơi, chơi đi bạn ơi. Nào, đập bạn đập đi. Nào đập đi, bạn đập đi. Chứ thằng nào hơn phải nên thằng nào hơn. Này thằng này 100, thằng này 30, thằng nào hơn. Nếu mà đập á. Giờ có bị. Anh chọn 53, nếu đập hai mấy đập đập lên một đẹp hai đứa. Giờ mấy lên thả xuống. Anh chọn 53 bền như con trâu luôn. Ờ. Anh chấp nhận. Ừ, thằng nào hơn. Ừ. Thôi em stop stream chìm đây. Xin chào nhá. Hôm nay mình đang có mặt ở một cái hotel rất là nổi tiếng ở đất Đà Lạt. Đấy, đây là bạn là bạn không, đây là trên tay mình đây có 53. Đấy. Đây là trên tay của một bạn mình. Còn đây trên tay mình đang có một con 50 STM. À cứ biết nhầm. Một con 50 STM so với một con 50 AT, đây là 50 AT nha anh em. Và đây là 50 STM này. Đấy anh em nhìn không? Đây này. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ cho anh em con luôn. Đây, con 50 của Sigma luôn. Nếu như mà chúng ta có nhiều tiền thì anh em có thể chọn 50 AT, nhưng nếu chúng ta không có nhiều tiền thì chúng ta sẽ chọn con gì? STM sẽ là một lựa chọn rất là đúng đắn đúng không? Bây giờ mình sẽ so sánh thử cho anh em xem là 50 STM chụp ngon hơn hay 50 AT ngon hơn nhá. Nếu chúng ta chụp cùng thông số cùng khẩu độ. Ở đây nhá, mình sẽ lấy cái khẩu độ vàng của nó, đó là khẩu 2.8. độ 2.8 để chúng ta sẽ so sánh với cái con 50 AT với 50 STM đi. Bởi vì sao? Mình sẽ chụp cùng với thông số ở trên con này. Đây là bạn để 2.8 ấy cho anh em với khẩu độ là 2.8 này, tốc độ 100 và ISO là 2000. Hai con này cùng nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chụp thử nhá. Đây sẽ chụp đấy nhá anh em nhá. Từ từ đã bạn đây, từ thôi. Cho đây cho anh em coi tốc độ nhá. Đấy, ISO 2000, tốc độ 100 và khẩu độ là f/2.8. Đây. À cái đồ này. Đây. Đồ nét đây. Rất là nét đúng không? Rất là ngon này đúng không? Không thì mình sẽ zoom giữ sát vào cho anh em coi không viền tím đúng không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chọn cái con, chúng ta sẽ test thử trên con 50 AT nét này, nét kinh luôn đúng không, nét kinh khủng luôn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bây giờ bạn đây, chúng ta sẽ thử con 50 AT nhá. Đấy rồi, hôm nay mình đi có mặt ở Đà Lạt để đi chơi với anh Hoàng Minh Vân. Đấy bây giờ chúng ta sẽ thử luôn, vẫn tốc độ khẩu độ như thế nhá, cắm nguyên len vào chụp. Rồi, ngon chưa? Này. Thế nhưng con 50 AT nét hơn sao? Chắc thì phải hơn chứ. Nhưng mà Nhưng mà viền tím có không bạn? Không có viền tím đúng không? Không. Đấy, thế thì bây giờ là do body mình tốt. Thì body của bạn tốt đúng không? Không nhưng mà bây giờ nhá, nếu như mà theo bạn thì trong cái tầm giá khoảng tầm 5 triệu đồng đổ về thì bạn mua con gì 50 AT? Nếu là mình sẽ chọn là mình trả 5 triệu và mình mua trả góp của 50 AT. Nếu mình cho thì để 2 triệu rưỡi mua 50 STM và 2 triệu rưỡi đi nhậu. Ê, bây giờ theo anh em là anh em là mua cái gì? iPhone 50 STM vào tay phát nào? Ê, em cắt tay rồi luôn đấy. Không nhưng mà này cắt tay rồi nhưng còn là 2 nhưng mà rồi cho mình xem lại cái con 50 AT phát. Không, xem ảnh thôi. Xem ảnh hả? Cẩn thận rơi ạ, rơi nè. Rồi. Đây này. 50 AT đây nha. Bà đây nó nhầm. Thì dùm lại đi. Đấy, đây. 50 AT đây đúng không? Đâu xem nào. Gì à? Đấy, không zoom to lên, zoom to lên. Này xem ta có viền tím không? Không có. Có. Không có. Có, không tím thì xanh. Đây là do cảm điện thoại. Không có. Nhưng mà nó vẫn hơi xanh.
hơi có. Thôi hơi, bây giờ hơi, bây giờ bạn zoom sang con STM đi. Đây, bạn chụp mấy phát. Không biết à, để tính đó. Đây lùi. Đúng đây, rồi, đúng rồi. Đây rồi. Đây là của con 5 STM. Cũng ok. Nhưng mà cảm giác như kiểu là cái thằng 5 STM này nó có cái gì mềm mềm hơn. Hay mềm hơn. Nó không gắt như thằng 50 ạt đúng không? Ừ. Nếu như mà chọn, bạn chọn con nào? 50 STM. STM. Để tên đi nhậu. Chọn 50 STM để đi nhậu. Nhưng mà thật sự là 5 STM nó có một cái sự thuyết phục kinh khủng luôn, nhưng mà nó rẻ quá. Thì đúng không? Cái sự bán ơn của cá nóng dành cho người dùng mà. Nếu mà để nói so sánh nhá, nếu mà chọn, mình vẫn chọn 5 STM hơn. Thì đúng. Tại rồi. Vì sao? Tại vì là nó rẻ quá, có 2 triệu mấy thôi và còn 2 triệu mấy rồi nhậu. Ừ, đúng rồi. Thay vì chúng ta sẽ trả góp trong ừ. Rất nhiều người mua 50 STM. Đó. Sau cái clip ngay hôm nay là 50 ạt bán hết. Em cá thì mà sẽ rất nhiều anh em vô tô 50 STM. Ngày mai mình đăng tin là 5 mua triệu không? 50 STM 5 triệu. Alo 50 ạt 5 triệu. 50 ạt 5 triệu và 50 STM. 5 triệu bán thì bé mơ mình nha. Ok. Em chịu. Ờ. Thằng nào bán 50 ạt. Thôi như mà tóm lại là bây giờ bạn chọn đi ạt hay là STM? STM. Đây là STM hay ạt? Vì thực tế cái sự lựa chọn này là mình đã lựa chọn 2 năm trước rồi. Nên giờ mình không thay đổi nữa. Mà có thay đổi nữa thì cũng không có tiền bạn... Nên mình gửi cho thay đổi nữa thì không có tiền. Nên mình gửi cho STM rồi phải không? Không, nhưng mà thật sự là STM nó có một cái sự thuyết phục gọi là kinh khủng. Nếu như em có 5 triệu em sẽ bỏ 500 nghìn ra mua 50 STM trả góp trong vòng 3 tháng còn em đi đâu. Đúng đó, đúng rồi. Gọi là 2 năm trước mình chọn STM và 2 năm sau mình vẫn chọn STM. 2 năm trước chọn STM, 2 năm sau vẫn chọn STM. Vì lý do của mình không phải là mình thích STM lắm ạ. Tại vì mình đéo có tiền. Không phải đâu, nhưng bạn ơi, nếu mà nói thật với bạn là như này là không, nếu như mà STM là gọi là Việt tắt gọi là ngon, bổ rẻ thôi. Thực tế là vậy thôi. Đúng rồi, ngon bổ nhưng không rẻ. Không rẻ mà. Nhiều thằng nó mua có 1,5 triệu thôi bạn ơi. Ngán bữa nhiều chứ mấy. Nhưng mà nó mua lên cũ. Ừ. Thì thật mà nó một lần cũng có 1,5 triệu thôi, còn nếu như mà chúng ta mua 1,2 triệu thì con đấy lăn lắm rồi. 1,2 triệu đó là gió than đỏ là đáng bè tủng thiếu phải không? Không phải đâu, than đỏ đáng bị không phải cấn 300 đi nhọc đó, than đỏ đáng bị đi không. Nếu như mà là mình chọn thì mình vẫn chọn 5 STM và chúng ta chọn hay chọn đèn chính hãng. 5 STM đúng rồi bây giờ mua lại có 1,5 triệu, 1,7 triệu, nhưng mà mua 1,2 triệu thì nát quá, nhưng mà cấn 300 đi nhọc. Ừ, không bạn ơi, nhưng mà có thể là len nó bị sức lông mèo. Thôi, hay là nó bị chó là có thuyết phục mày 2,5 triệu đi, còn lại nữa mình tính sao thì em có 5